xin được chia sẻ với bạn hình ảnh giao thông trên cây cầu Phù Đồng. Cây cầu Phù Đồng là cầu bắc qua bộ phận của huyện Nam Đông, bắc qua dòng sông Đuống, nối liền giữa hai quận, một là quận Long Biên, hai là quận Gia Lâm của Hà Nội. Mời các bạn ngắm cảnh vẻ đẹp cầu Phù Đồng và cùng xem những cái phương tiện giao thông tham gia giao thông trên đường trên cầu Phù Đồng nha. Trên kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những video tiếp theo.